Xin chào tất cả các em nha. Chúc các em một buổi sáng thật vui vẻ. Anh và những quái vật cầu vồng vừa mới thức dậy và chúng ta lên đi tập thể dục cho nó khỏe khoắn. Không, nhìn cậu Blue này. Wow, cậu ấy đang ngái ngủ đó. Và nhìn quái vật Red này, cậu cũng đang rất là muốn tập thể dục và nhún nhảy các em ạ. À, không anh Nhật Minh, em không thích tập thể dục đâu. Em thích ăn sáng hơn. Chưa tập thể dục mà đã đòi ăn sáng hả? Đi tập thể dục cho nó khỏe khoắn đã nào. Anh Nhật Minh ơi, em thấy anh Red nói đúng đấy. Chúng ta lên đi ăn sáng để có sức khỏe, rồi chúng ta mới tập thể dục chứ. Vậy thì chúng ta sẽ đi ăn sáng nha. Đi thôi, chúng ta sẽ đi ăn sáng nha. Ui, con gì kìa? Các em ơi, con gì kìa? Wow, một con quái vật màu đen. Nó có sừng và mắt nó lồi ra. Trông con này nó rất giống với chúng ta các em ơi. Nhìn kìa, nó còn có cái móng vuốt vô cùng là dài. Nó có cả cái sừng nữa các em ơi. Đâu đâu đâu, anh Nhật Minh, con quái vật nào mà trông ghê gớm vậy? Wow, đúng rồi, có một con quái vật đen thùi lùi luôn các bạn ơi. Nó rất là ghê gớm và nó có cái móng vuốt thật là dài. Trông sợ quá, sợ quá. Chúng ta không lên ra ngoài. Ra ngoài, nó sẽ ăn thịt chúng ta. Green ơi, anh Red ơi, chúng ta không lên ra ngoài. Ra ngoài, nó sẽ quánh chúng ta đấy. Nghe nói, ở thành phố này có rất nhiều con quái vật cầu vồng. Nghe nói là rất mạnh. Ta đến đây để phu phục các ngươi và ta sẽ trở thành quái vật cầu vồng mạnh nhất thành phố này. Ui, quái vật cầu vồng ơi, anh có nghe thấy rằng con quái vật này nó định đến để nó làm bá chủ của thành phố này. Nó muốn thu phục chúng ta. Thật là ghê gớm. Hả? Con quái vật đen đấy là con quái vật gì mà nó ghê gớm vậy? Nó dám tấn công chúng ta và định thu phục chúng ta làm đồ đệ của nó hay là nô lệ của nó hả? Anh Red ơi, anh bình tĩnh, con quái vật đấy vô cùng là ghê gớm. Chúng ta phải cẩn thận, không sẽ bị hắn tiêu diệt đấy. Yên tâm Green, không sao, anh sẽ ra tiêu diệt hắn cho mà xem. Hãy xem anh đây, các em hãy ở trong này để anh ra tiêu diệt hắn nha. Con quái vật đen xấu xí kia, tại sao ngươi dám đến địa bàn của ta mà dám thu phục chúng ta hả? Ha ha ha, ngươi là ai mà dám đòi tiêu diệt ta? Ta là quái vật Ngưu Ma Vương đây. Các ngươi không chịu thu phục ta thì ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Ta là quái vật Red, là anh cả của những quái vật cầu vồng. Ta sẽ tiêu diệt ngươi nếu như ngươi định tiêu diệt những người anh em của ta. Ui, Red ơi, đừng ra đấy. Ra đấy nó sẽ tiêu diệt Red đó. Đừng ra đấy. Các em ở đây để anh ra giúp đỡ Red nha. Red ơi, hãy cẩn thận nhé. Con quái vật này trông khá là ghê gớm ấy. Nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó có sức mạnh vô cùng là ghê gớm đó. Không sao, anh Nhật Minh yên tâm, em sẽ tiêu diệt con quái vật này nhá. Hãy xem ta đây. Chà! Red ơi cẩn thận, con quái vật này nó biến thành to kìa. Và nó có một luồng hào quang. Wow, nó đẩy lùi Red ra đằng sau rồi. Wow, nó biến hóa khôn lường. Red ơi, cố lên. Wow, nó đã tiêu diệt quái vật Red rồi. Con quái vật đen xì xì kia, tại sao người dám đánh anh Red của chúng ta? Ha ha ha, không những ta đánh anh Red của các người, ta còn tiêu diệt hết các người luôn. Hả? Người dám nói cái gì? Người không coi ai ra gì hả? Người không coi quái vật Blue ta là gì hả? Ta sẽ cùng những quái vật cầu vồng sẽ tiêu diệt ngươi để trả thù cho anh quái vật Red. Quái vật cầu vồng ơi, hãy cố lên, anh sẽ cổ vũ cho những quái vật cầu vồng. Hãy cố lên tiêu diệt con quái vật đen thui lùi này. Cố lên nào Blue ơi, cố lên nào quái vật cầu vồng. Cố lên Blue Kinh ơi, cố lên nào quái vật Blue ơi. Ôi, quái vật Blue tiêu diệt rồi. Blue đã bị nó tiêu diệt rồi các em ơi. Cố lên nào, quái vật bông hoa cố lên. Wow, nó đã tiêu diệt được rất nhiều con quái vật cầu vồng của chúng ta. Vâng. Ôi, cố lên nào các em ơi, cố lên nào các em ơi. Như vậy là con quái vật màu đen này nó đã tiêu diệt hết những quái vật cầu vồng rồi. Chúng ta phải chạy trốn thôi, để gọi tiếp viện thôi. Chạy trốn thôi các em ơi. Wow, wow, wow. Trốn mà. Ta sẽ gọi cho quái vật cầu vồng đột biến đến đây để tiêu diệt người. Anh ơi, cẩn thận, anh bị bắt đó anh Nhật Minh ơi. Anh ơi, chạy đi, nó đang tiến đến đây. Wow, đây. Chạy thôi, chúng ta sẽ trèo lên mái nhà. Anh Nhật Minh, có chuyện gì đấy? Em đến rồi đây. Ở dưới kia có một con quái vật màu đen, nó vô cùng là ghê gớm. Quái vật Blue được biến ơi, hãy giúp bọn anh tiêu diệt nó nhé. Ok anh, em sẽ xuống và tiêu diệt nó thôi. Hãy xem em đây. Chà! Anh có thấy em nhảy xa không? Em nhảy ra ngoài mất rồi anh Nhật Minh ơi. Ôi trời ơi, em nhảy hẳn ra ngoài rồi.
Không sao, em sẽ đi bộ xuống vậy chứ em nhảy cao quá. Mọi người có thấy em sức mạnh ghê gớm không? Hãy xem em nhảy đây. Chà, ôi, em lại nhảy lên quả nhà cao tầng rồi. Không được rồi anh Nhật Minh ơi. Thôi em đi bộ thôi anh Nhật Minh ạ. Thôi em đi bộ thôi. Còn quái vật đen thui kia, hãy xem ta đây. Người dám bắt lạt những bạn quái vật cầu vồng của ta hả? Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ngươi là ai? Tại sao nhìn ngươi giống con Blue mà ta vừa tiêu diệt vậy? Ta là quái vật Blue đột biến. Ta có một sức mạnh vô cùng là ghê gớm. Ha ha ha. Ta không hề sợ sức mạnh của ngươi đâu. Ta sẽ tiêu diệt ngươi trong vòng một lốt nhạc. Quái vật Blue ơi, cố lên, tiêu diệt con quái vật màu đen đi để trả thù cho những anh em quái vật cầu vồng bị nó tiêu diệt. Cố lên nào quái vật Blue, cố lên, đập tan con mèo đi, đập tan con mèo đen đi. Cố lên nào quái vật Blue, wow, con quái vật đen nó bị đánh lên trời rồi và nó đã bị chui xuống nước rồi. Cố lên Blue ơi, yeah, như vậy là quái vật Blue đã giành chiến thắng rồi. Không có gì anh Nhật Minh, tưởng con quái vật đen kia thế nào chứ, nó làm gì có tuổi với em. Em sẽ tiêu diệt nó nếu nó sống lại. Ha 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 ha. Sát nó đây anh Nhật Minh ơi, đạp nó, ấy chà, ấy chà, ấy chà. Em đi đây. Các em ơi, như vậy là quái vật Blue đột biến đã giúp chúng ta tiêu diệt được con quái vật đen xấu xí kia rồi. Và chúng ta đã trở về thế giới yên bình của chúng ta. Bây giờ anh nghĩ chúng ta lên tập luyện thường xuyên để có thể là tăng cái khả năng sức mạnh của chúng ta lên. Chứ không có một con quái vật màu đen xuất hiện nữa thì chúng ta lại bị nó đánh bại. Đúng rồi, em nghĩ là chúng ta lên tập luyện thường xuyên hơn với những quái vật để chúng ta có thể là tăng cường sức mạnh của chúng ta lên. Đây sẽ là hai con quái vật vô cùng là ghê gớm, có cái mồm ở trong mắt luôn này. Xong rồi ở trong mắt có cái mồm và cái răng, con này thì không có răng, vô cùng là mạnh. Các em hãy tập luyện cùng hai con quái vật này để giúp tăng khả năng sức mạnh của chúng ta lên nhá. Rồi bắt đầu nào. Các chú cá, wow, các chú Rainbow Fan vô cùng là khỏe luôn, đang đấm lên. Cố lên nào các em ơi, wow. Mấy con cá mập, à mấy con quái vật này cũng vô cùng là khỏe luôn các em ạ. Wow wow wow. Nó đã tiêu diệt được ai chưa? Chưa chưa, cố lên. Hãy tăng cường sức khỏe của chúng ta đi, hãy tăng cường sức mạnh của ta lên. Rồi Rainbow Fan chúng ta đã bị tiêu diệt rồi. Wow, mấy con quái vật này vô cùng là ghê gớm. Và nó đã tiêu diệt hết những quái vật Rainbow Fan rồi. Wow, Blue đã bị tiêu diệt hết rồi. Wow wow wow. Chỉ còn mỗi quái vật màu hồng và quái vật cái cây thôi. Chà 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 chà. Ui, quái vật Red vẫn còn sống. Quái vật Red đã đứng lên. Cố lên nào quái vật Red ơi, cố lên. Cố lên nào Red ơi, Red đâu rồi? Red đang bị dưới nước rồi. Đâu rồi Red ơi? Sao chui nước đánh nhau thế? Lên đi. Lên. Lên. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào Red ơi, cố lên nào, cố lên Red ơi. Liệu Red có giành chiến thắng được không? Cố lên Red. Cố lên Red ơi, wow, wow, wow. Cố lên Red nào, wow, đúng rồi, nó biến, ui, biến to, biến nhỏ, biến to, biến nhỏ. Cố lên Red ơi, cha, 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 cha. Như vậy, em đã trở lên mạnh hơn rồi anh Nhật Minh ơi. Tuy em có bị teo top một tí thôi nhưng không sao anh Nhật Minh ạ. A few moments later. Wow, như vậy là sau một thời gian tập luyện thì Red của chúng ta đã trở thành một Red tiến hóa và có sức mạnh của dung nhan của núi lửa, vô cùng là ghê gớm. Răng của chú bây giờ đã trở lên vô cùng là sắc nhọn rồi. Tiếp đến là cậu Blue, cậu ấy cũng đã có cái hai tay của cậu ấy đã mọc ra chùy rồi này. Và cậu Green, tay của chú đã dài hơn và đã có rất nhiều gai góc rồi. Và đây là cậu Oran, cũng đã có rất nhiều gai góc ở trên lưng. Để xem sức mạnh của những chú Raibo sau khi tập luyện sẽ như thế nào nhá. Để xem sức mạnh của các chú Raibo được tăng lên như thế nào thì anh đã mang ra 3 con quái vật đó để chiến đấu với những quái vật Raibo fan đã được tiến hóa nhá. Cố lên nào Raibo fan ơi. Ui, lửa liếc là cứ bay loạn hết cả lên. Rồi, một con quái vật ở dưới lửa đã bị tiêu diệt rồi. Wow, 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 wow. Cố lên nào, wow, wow. Con này tiêu diệt chưa? Chưa, chưa bị tiêu diệt luôn. Và một con đang bị dồn vào tường rồi kìa các em ơi. Nó đã bị dồn vào tường, nhưng mà nó vẫn chưa bị tiêu diệt. Còn ở đây thì con kia chạy mất dép rồi. Quái vật Red đang đuổi theo nó và đã bị mắc kẹt rồi. À, rồi, không sao, không sao. Cố lên nào Red ơi. Khói lửa mịt mù luôn. Đây, 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 nó đây rồi, nó đây rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Ui chà, ui sồi, cố lên, cố lên. Ôi,
Nó tiêu Blue rồi. Rồi, như vậy thì nó đã bị tiêu diệt rồi. Như vậy là những quái vật Blue của chúng ta sau khoảng thời gian tập luyện thì đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Vô cùng là ghê gớm luôn. Đây là Red của chúng ta, Red Dung Nhan. Và kia là Blue Skin. Ok các em, như vậy là video hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Và những quái vật trong Rainbow Fan sau một khoảng thời gian tập luyện thì chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn và có thể là bảo vệ được thành phố này rồi. Các em xem video thì nhớ là cho anh và những quái vật Rainbow Fan này một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ kênh của anh Nhật Minh TV nha. Xin chào tất cả các em.